Sáng ăn gì ở Sa Đéc đây ta? Xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay Tính đang có mặt tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, và đang có mặt ở nhà, và đây là nhà Tính đây. Da da. Bây giờ đã là 7 giờ mấy sáng rồi, 7 giờ mấy 8 giờ rồi, thì bây giờ Tính bắt đầu Tính đi ăn sáng. Thì Sa Đéc nổi tiếng là có những món ăn sáng rất là ngon và hấp dẫn. Ví dụ như là củ tiếu Sa Đéc đó là đặc sản nè, rồi còn bánh tằm, rồi còn hủ bánh canh, hay là cơm tấm thịt lụi cũng rất là hấp dẫn nữa. Thì bây giờ Tính sẽ đi ăn sáng, mà thường thường Tính đi ăn sáng thì thường xương xương ăn khoảng 3-4 món gì đó thôi, không có nhiều lắm đâu. Cho đó thì Tính cũng sẽ quay lại những cái món ngon, cũng như là những cái nơi mà Tính thường đi ăn, để cho tất cả các bạn cùng xem nha. Let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nghe. La la la, oh la la. Thằng nào mới làm dễ thương thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi hành thôi. Bên phải là cổng vào làng hoa Sa Đéc, được cách điệu như một bông hoa, rất là dễ thương luôn. Thì dịp gần Tết các bạn có thể về thăm Sa Đéc, ghé thăm làng hoa với rất 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 nhiều những bông hoa đang khoe sắc thắm, rất là đẹp luôn. Ngoài ra Sa Đéc còn có rất nhiều những cây cầu, 77-49 cây luôn. Và cây cầu nào cũng có một thiết kế rất là riêng, rất là độc đáo, với những dàn đèn led như các bạn thấy hai bên đường đó, rất 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 là đẹp luôn. Và đặc biệt là về đêm. Ngoài ra thì Sa Đéc còn có nổi tiếng với những cái khu biệt thự, những cái căn biệt thự rất là lộng lẫy luôn. Không phải bên phải này đâu, bên kia kìa, bên trái đó 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 đó, cái đấy, một trong những cái khu biệt thự rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta đã đến với công viên Sa Đéc rồi. Cổng nào cũng có thiết kế dựa vào những cái hình thức giống như là những bông hoa đang khoe sắc thắm, rất là đẹp luôn. Công viên rất là xanh, rất là nhiều cây xanh bóng mát, chúng ta có thể vào đây chạy bộ mỗi ngày, buổi sáng hay buổi chiều tối đều được nha. Ngoài ra khu vực này, con đường này còn được mệnh danh là con đường trà sữa và của những quán ăn vặt nữa. Đó, đây là cái quán khu 91 Hồng Kông mới mở nè. Ngoài ra đây là cà phê và trà sữa O2 rất là nổi tiếng ở Sa Đéc luôn. Ngoài ra còn có những quán karaoke, những quán ăn vặt hay là những quán cà phê mới mở, những quán trà sữa nữa, rất là nhiều. Các bạn có thể tự do thoải mái dạo chơi hay là lựa chọn cho mình một cái quán ăn đó, một cái căn biệt thự nữa như Tính đã nói rồi, đúng không ạ? Đủ thứ món, món Tây, món ta trên đời đều có đủ hết nha. Món Nhật cũng có nè, món Hàn Quốc cũng có nè, món Ý, món Tây Ban Nha thì hiện tại vẫn chưa có đâu à nha. Rồi bên phải đây là hai cây cầu rất là dễ thương, đúng không? Ở nằm trong khu vực hồ sen của công viên Sa Đéc, rất là dễ thương luôn. Ôi đói bụng quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhanh đến quán đầu tiên, đó là quán hủ tiếu Bà Sẫm nha. Một quán hủ tiếu đang được mệnh danh là một trong những quán hủ tiếu ngon nhất và rẻ nhất khu vực Đông Nam Á luôn. Bất cứ người nào đến Sa Đéc đều phải thử qua một lần trong đời nha. Trên đường đi thì Tính cũng sẽ chạy ngang khu vực trường cấp 2 của Tính, nằm bên tay phải nè, trường Lưu Văn Lang đó, bây giờ là trường thành phố Sa Đéc rồi. Nhưng khi mỗi lần đến cái khu vực này thì những cái cảm xúc bồi hồi bỗng chợt tràn về, muốn dừng xe hát tình thơ hết sức hơn nghĩa đó, xin tặng cây gốc sân trường hình lang này, mà đói bụng quá trời rồi nên thôi không dừng xe đâu, và chúng ta sẽ chạy tiếp nha, chạy nhanh để đi ăn quán đầu tiên, đói bụng quá rồi nè. Đặc biệt thành phố Sa Đéc là một thành phố có rất nhiều những cây xanh, hầu như con đường nào cũng có hai hàng cây xanh rợp bóng mát hai bên. Các bạn có thể buổi sáng sớm xách một chiếc xe đạp ra đạp một vòng thành phố Sa Đéc thì rất là cảm thấy thoải mái và dễ chịu, với không khí cực kỳ trong lành luôn nha. Đây các bạn thấy không, con đường rất là đẹp, hai hàng cây rất là mát luôn. Mà nói gì thì nói thì hiện giờ em cũng rất là đói bụng rồi, cho nên Tính sẽ tua nhanh để mình đi đến quán hủ tiếu Bà Sẫm thôi. Sắp tới rồi, chỉ còn quẹo qua chỗ này nữa thôi là tới rồi. Và phía trước mặt nếu mà các bạn đi thẳng sẽ là chợ đêm Sa Đéc, rất là đông vui náo nhiệt về đêm luôn. Rồi quẹo đi các bạn ơi, quẹo là sắp tới hủ tiếu Bà Sẫm rồi. Và khu vực hủ tiếu Bà Sẫm nằm trong khu vực người Hoa, khu phố người Hoa, do đó các bạn có thấy rất là nhiều những cái kiến trúc cổ của người Hoa lúc trước còn để lại cho đến thời điểm hiện tại. Rồi đã thấy bóng sách thấp thoáng xa xa quán hủ tiếu Bà Sẫm rồi đó nha. Quán hủ tiếu này rất là bình dân, rất là bình dân học vụ luôn, nhưng mà nó rất là ngon, rất cực kỳ ngon luôn nha. Đó, cơm tấm nhà xưa và hủ tiếu Bà Sẫm. Bà này đứng không phải Bà Sẫm đâu nha, Bà Sẫm ở trong nhà kìa.
Quán khá là nhỏ nhưng mà lúc nào cũng đông đúc hết. Các bạn có thể giữ xe ở phía đối diện. Phía đối diện là một căn nhà cổ nữa, cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ Tính đã vào quán rồi nè. Quán khoảng 7 đến 8 bàn, mỗi bàn ngồi được 4 người, rất là đông luôn. Đông từ sáng tới chiều tối luôn, phục vụ đến 10 giờ đêm lần đó rồi. Hủ tiếu đã ra rồi, ôi trời ơi, ngon quá, ngon quá. Ngon quá trời luôn, mà thường thường ăn sẽ cho thêm một chén súp nữa. Và Tính chắc rằng đây là một trong những chén súp ngon nhất thế giới luôn đó các bạn ơi. Nước súp cực kỳ ngon luôn, mà không bao giờ mình có thể làm được một chén súp ngon như vậy luôn đó. Có rất nhiều người hỏi công thức gia truyền của bà, nhưng mà bà không có chỉ đâu. Đó, cho một miếng chanh vô, một miếng tương, nước tương ở đây đặc biệt là nước tương chùa nha các bạn ơi. Thơm ngon hơn rất là nhiều so với những nước tương bình thường khác. Cho một vài miếng ớt nữa, và bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi. Cái này đang tua nhanh cho nên mình sẽ lòng tiếng nha các bạn. Ôi, một miếng nước sốt nha, rồi ăn nha, một miếng thịt nữa nè. Trời ơi, nó ngon dữ dằn luôn các bạn ơi. Như lúc này Tính có chia sẻ thì đây là món ngon nhất và rẻ nhất khu vực Đông Nam Á, cho nên các bạn có thể đoán giá là bao nhiêu không? Giá chỉ có 10.000 đồng một tô thôi các bạn ơi. Lúc trước là chỉ có 6.000 thôi, 7.000 thôi, bây giờ đã lên tới 10.000, nhưng mà 10.000 bây giờ thì cũng cực kỳ rẻ đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển qua địa điểm tiếp theo. Địa điểm thứ hai đó là quán ăn quán cơm tắm thịt lụi công ty du lịch. Tại sao nó lại có tên công ty du lịch? Bởi vì lúc trước nó nằm kế bên một cái công ty du lịch rất là lớn và rất là nổi tiếng của thành phố Sa Đéc mình luôn. Bên phải là trường tiểu học Kim Đồng. Đây là trường tiểu học ngày xưa của Tính học đó nha. Rất là nhiều những kỷ niệm, lúc nào cũng có rất là nhiều những kỷ niệm liên quan đến trường học của mình nha. Câu nói này hơi vô duyên, hơi dư. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại nha. Đối diện khách sạn Sa Đéc nha các bạn. Đã đến rồi nè, quán cơm tắm Sa Đéc, đét. Vừa vào đã thấy một cái vị thịt nướng rất là ngon. Trong đây thì có sườn cộng nè, sườn nướng, và đặc biệt là món thịt lụi ở giữa có một miếng lớp mỡ giòn tan. Chỉ cần bạn ăn cắn vào một cái thôi là lớp mỡ này nó tan và hòa với cái vị thịt đặc biệt gia truyền rất là hấp dẫn. Đây là món đặc sản của cái khu vực này, của cái cơm tắm Sa Đéc này luôn. Đó là lý do tại sao Tính thích món ăn này đến như vậy. Không bao giờ tìm được một cái món nào mà nó ướp ngon như thế này. Oh my god, có một vị khách mời Ivy Huỳnh Thiên Nhã Ca. Món cơm lên rồi thì cũng giống như món hủ tiếu lúc nãy, thì cũng sẽ có một chén súp nè, một chén nước mắm, và thịt ở đây thì có rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Giá thì dao động từ khoảng 20 đến 30 ngàn đồng tùy vào cái size của cái dĩa cơm của mình. Đây, bây giờ Tính sẽ bắt đầu ăn đây. Thịt lụi nè, rồi oh my god, rất là ngon luôn. Ở đây đặc biệt là sẽ có cho một miếng nước thịt vào nữa. Chúng ta sẽ khuấy đều lên, và cũng như là một chút xíu vị béo của nước cốt dừa. Đây là một điểm rất là đặc biệt đúng không các bạn? Chắc chắn bắt buộc phải thử nha. Oh my god, ăn ngon chưa kìa. Thông thường Tính sẽ ăn hết cơm rồi sau đó Tính sẽ chừa một miếng thịt lại để ăn la z cuối cùng. Đây nè, bây giờ Tính sẽ cầm một miếng thịt lên để cho ăn cho các bạn coi nha. Đây miếng thịt này cực kỳ ngon luôn. Oh my god, ngon quá trời luôn. Nhum. Và tiếp theo sau đây sẽ có một vị khách mời Hot Boy Sa Đéc, Hot Boy Vườn Hồng Nam Nguyên sẽ cùng đồng hành chúng ta đi ăn món tiếp theo. Đó chính là oh my god, look at his outfit. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến ăn món tiếp theo, một món cực kỳ nổi tiếng ở Sa Đéc luôn. Món ăn sáng cực kỳ nổi tiếng đó là món bánh times, bánh tằm nha quý vị và các bạn. Bánh tằm nước cốt dừa, thịt lụi, thịt nướng, đủ thứ các thịt luôn. Ngày hôm nay thì Tính cũng sẽ giới thiệu qua một số cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Ví dụ như bên phải đây có một ngôi chùa cũng khá là nổi tiếng, đó là chùa Bửu Quang của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Các vị sư đang làm một cái lễ đó các bạn ơi. Đây là chùa Bửu Quang nha các bạn, rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thẳng để chúng ta đến với quán tiếp theo, quán bánh tằm. Bánh tằm này cũng khá là nổi tiếng, Tính được một người anh giới thiệu cho ăn và sau khi ăn thì cảm thấy rất là ghiền luôn. Đó là bánh tằm bì Sa Đéc chú Dũng. Rồi chúng ta cùng đậu xe ở đây và chúng ta sẽ cùng vào thưởng thức món bánh tằm đặc biệt này nha. Một cái cầu nữa kìa. La, cởi áo ra rồi chúng ta sẽ đi vào ăn review. Đây, oh my goodness. Nè, có thịt lụi nè. Có một miếng cái cục xíu mại xíu to khổng lồ nè. Ngoài ra thì cũng còn có thêm bì nữa, bì rất là nhiều thịt luôn đó. Ngoài ra cũng có một phần nước cốt dừa nữa. Đây là chả, không phải chả, cái này là cái gì, chả giò. Yeah, chả giò có rất là nhiều thịt và khoai môn ở trong luôn, ăn cực kỳ thơm luôn nha. Ngoài ra điểm đặc biệt của bánh tằm Sa Đéc không thể thiếu đó chính là
nước mắm và nước cốt dừa khi mà chúng ta trộn vào sẽ có một vị thanh thanh, một vị mặn mặn ngọt ngọt của nước mắm cũng như vị béo của nước cốt dừa và một miếng cay cay của ớt nữa sẽ làm được một cái điều đặc sắc, cực kỳ đặc sắc của món bánh tằm Sa Đéc. Chắc chắn các bạn phải thử nha các bạn ơi. Ngon quá, bây giờ vừa ăn vừa review mà vừa chảy nước miếng luôn nè các bạn ơi. Nói chuyện vui quá mà không biết không nhớ là nói chuyện gì luôn, thôi tua nhanh luôn nha. Ôi dồi, ăn quá trời ăn rồi, ăn quá trời luôn. Oh yeah, ok, oh yeah, oh yeah. La 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 la. Yeah, ngon quá, ngon quá. Dồi. Tính tiền anh ơi, tính tiền chị ơi. Uống nước gì giờ ta? Trà sữa hay cà phê? Trà sữa. Trà sữa thì có một trà sữa, có một mình, có O2. Phúc hả? Ở Phúc Công Quyền hỏi xin 1998. Em 99 mà ta? 99, ờ. Em nhớ liệu. Bây giờ mình sẽ đi uống Phúc Phúc trà sữa. Phúc Milk Tea Sa Đéc thì huyền thoại từ năm 1999. Tonight. Giờ chúng ta sẽ cùng đi. Let's go. Rồi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành đi uống trà sữa Phúc nha. Trà sữa Phúc năm 1999, nổi tiếng khắp xa gần Sa Đéc luôn. Và bên phải của các bạn có thể thấy một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Sa Đéc, đó là chùa Kim Huê. Đây, đây, một kiến trúc rất là độc đáo và rất là to luôn các bạn ơi. Cái cầu bắc qua cũng rất là dễ thương nữa. Chùa Kim Huê. Và kia rồi, kia là cầu Cái Sơn. Cầu Cái Sơn cũng được thiết kế rất là lộng lẫy về đêm. Đặc biệt ở đây có rất là nhiều đèn led về đêm, cực kỳ hấp dẫn luôn. Và đây rồi các bạn ơi, đã đến Phúc Trà Sữa Phúc Milk Tea 1999. Quán trang trí rất là dễ thương luôn, với hai tông màu chủ đạo chính đó là màu trắng và màu đen, thiết kế rất là tinh tế và bắt mắt. Phúc có hai chi nhánh, một chi nhánh ở đây và một chi nhánh ở khu vực công viên lúc nãy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo menu nha. Hôm nay Tính sẽ uống lục trà mật ong và chân trâu trắng rất là ngon. Ngoài ra thì Phúc cũng có sản xuất những cái món bánh rất là dễ thương mini như thế này. Mooncake xá xíu nè cũng khá là ngon và bắt mắt nữa. Đây, thiết kế quán cũng rất là tinh tế luôn nha. Và Tính kia... Oh la la... Húp là... Xong, mình đã order xong ly cà phê sữa, ly trà sữa của Phúc Milk Tea since 1999. Trà sữa đã tới rồi. Cái này là gì em nhỉ? Lục trà mật ong. Cái ly rất là dễ thương nha. Design rất là dễ thương. Cái quán này thật ra design rất là dễ thương. Tông của họ cũng là sắc đen. Order lục trà mật ong, chân trâu trắng đầy sốt tiên luôn. Chỉ có 35.000 thôi. Còn ly nghi là ly hồng trà sữa, chỉ có 25.000 thôi. Cái dâu đen cũng ngon, cái dâu trắng cũng ngon. Bây giờ Two thousand years later. Yeah, vậy là chúng ta đã kết thúc buổi ăn sáng sương sương với Tính cùng 4-5 món rất là dễ thương đặc sản của Sa Đéc. Thì hiện tại Tính đang ở công viên Chiến Thắng, trời mới đổ một cơn mưa thì nó rất là mát. Bây giờ chúng ta ngồi đây lấy sức chút xíu, mệt quá ăn quá trình no lấy sức để chúng ta có sức để chúng ta đi ăn
trưa. Thì ăn trưa ở đây thì có rất là nhiều món để ăn, nhưng mà điện thoại cũng hết pin rồi, do đó thì Tính cũng sẽ không có quay lại được buổi ăn trưa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong lần sau thì với những buổi ăn trưa nè, hay là món ăn vặt. Sa Đéc có rất nhiều món ăn vặt, ví dụ như hột vịt lộn xà me nè, rồi bánh tráng trộn, bắp xào, sữa đậu nành, hay là cá lóc nướng, vú dê nướng, bao tử nướng, thú linh vân vân, rất là nhiều món ngon và đặc sắc. Thì hy vọng rằng sẽ có dịp Tính sẽ dẫn tất cả các bạn đi ăn ở Sa Đéc nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi chơi chút xíu và sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần sau nha. Bắn tim yeah.